Anh cũng muốn thế giới nhìn vô Việt Nam mình là một quốc gia không thể sánh bằng của Việt Nam. Tại vì con người Việt Nam mình không có dở. Xin lỗi mọi người đã ngáp trước mặt mọi người nha. Mà nãy tại nãy ăn no quá. Cái nó bị ngu quá. Có code trong thầy, thầy bản 10.23 cái. Thầy làm bản 10.23 cái rồi có gì thầy ghi thầy code. Thầy code thầy tính sau. Ừ nhanh còn ngủ thầy cũng thiệt á nè. Nhanh còn ngủ rồi bây giờ nè. Hello mọi người. Rồi mọi người đã vô chưa? Thì cái bản 10.11.23 này là đây là một cái bản tiền đề để mình bước vào một cái giai thoại mới, mùa mới là mùa 12. Thì con game Liên Minh Huyền Thoại này nó trải qua 12 mùa và đến thời điểm hiện tại thì nó đã có thêm những cái diễn biến cũng như là những cái mới rồi. Và ở cái bản 11.23 này chúng ta làm quen với hai con rồng mới. Thì con rồng đầu tiên á, không, đầu tiên chúng ta phải làm quen với cái việc là tiền thưởng mục tiêu. Thì tường thiện mục tiêu này có nghĩa là khi mà chúng ta tổng cái lượng tiền của team chúng ta mà nó bị ít hơn team bên kia, thì khi ăn những mục tiêu như trụ, như rồng, như baron, sứ giả thì sẽ được thưởng tiền như sau. Là tiền thưởng mục tiêu sẽ được tính dựa trên lệch 4 nhân tố sau giữa hai đội: kinh nghiệm, vàng, rồng và trụ. Khi kích hoạt mỗi mục tiêu mà đội đang thua ăn được sẽ cho một khoản tiền thưởng. Dưới đây là hình thức tiền thưởng cơ bản chia đều cho cả 5 thành viên. Rồng 500, rồng sứ giả 500, rồng hoàng tử baron 500, trụ ngoài 250, thưởng thêm 250, trụ trong thêm thưởng thêm 400, trụ căn cứ 400. Cứ khi mà đội thua bị dẫn trước nhiều lượng tiền thì có thể tăng tối đa 60%. Được chưa? Tăng tối đa 60% thì rồng baron nếu mà tăng tối đa 60% mà mày yếu quá thì sẽ được 60% của 500 là 300 cộng với 500 là 800 vàng, 800 vàng, 800 vàng. Được chưa? 60% của này là nhiều, 60% của 250 là 150 là ra 400 vàng, của này 640 vàng. Nè, đây 800, 800, 400, 640 nha. Thì đó là lượng tiền để cho cái game này nó càng kịch tính hơn và những cái pha tranh chấp rồng, tranh chấp mục tiêu này nó trở nên nóng bỏng hơn. Chứ không phải là đánh sẽ buông bỏ mục tiêu như hồi xưa. Đó. Còn về thay đổi bãi rừng thì sẽ có hai con rồng mới. Con rồng đầu tiên á, là con rồng hóa kỷ. Con rồng hóa kỷ thì cái bùa lợi là cho đến 5% tác nhau mà không nhìn cái được cái thứ nhiều quá không biết không. Rồi linh hồn rồng hóa kỷ là khi mình chết mình được hồi sinh. Khi mình chết mình được hồi sinh, mình đứng lại mình bắn. Đó, rồi mình sẽ chết từ từ. Nói chung là nó cũng không có gì, nó cũng bình thường, nó không có gì ghê gớm lắm. Con rồng này thì khi mà có con rồng này thì nói chung là chết mấy thằng chủ lực chết thì vẫn bung được mấy cái đam này nọ, cái thứ. Con rồng này cũng hơi bá đạo đấy. Tiếp theo là con rồng công nghệ. Cái con rồng công nghệ á, cái linh hồn rồng của nó nói chung là cũng không có gì đâu. Nó như là cái dao điện hoặc là nó như là cái đại bác liên thanh thôi. Cái điểm nó cho là 5% điểm kỹ năng với lại 5% tốc độ đánh công dồn. Nhưng mà cái ghê của nó là cái bản đồ. Tôi chưa nói về bản đồ này nữa. Cái bản đồ của con rồng hóa kỷ á thì nó sẽ làm cho mình tàng hình như con thằng quýt đó. Như con thằng quýt. Nhưng mà khi mà đứng gần với nhau sẽ thấy giống như con tàu quýt mà ông tàng hình đó, ông đi ngang mà thằng nào thì sẽ thấy. Thì khi mà mấy ông đi vô một cái môi trường đó, cái môi trường của bản đồ rồng hóa kỷ thì mấy ông sẽ tàng hình, được gặp nhau thì mấy ông sẽ gây thêm 10% đam lên nhau. Còn con rồng công nghệ á thì mấy ông sẽ có cái gì, mấy ông sẽ có cái gọi là cổng dịch chuyển. Cái cổng dịch chuyển này thì như thế nào, thì thí dụ mấy ông đi từ nhà ra đây, đi vô đây, đi từ cái chỗ cổng dịch chuyển ở nhà mình thì ra được tới đây. Cái cổng này là cổng một chiều nè, trong game nó có cái mũi tên thì cổng này là cổng một chiều, là đi từ đây ra đây luôn. Còn cái cổng baron này nè, cái cổng hai chiều, cái cổng rồng này là cổng hai chiều nè, mấy ông thấy không? Đó, nó không có mũi tên, nó là hai chiều, là mấy ông có thể đi nè. Thí dụ như mấy ông đi ra đây,
chạy ra đây xong rồi đi qua đây, đi qua bên đây xong rồi cắm mắt bên đây xong rồi đi đường về, hoặc là cắm mắt bên đây xong có hàng không nổ đánh về là ra mục tiêu rất là nhanh. Và mấy cái cổng này thì 30 giây nó mới hồi một lần. Thì những cái con nào mà đánh bọc á, mà gặp cái môi trường mà môi trường rồng công nghệ nữa thì rất là ngon. Ví dụ như con Canan hay con Seth hay con Camille, hoặc là những con nào bọc 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 á thì rất là ghê, đúng không? Mấy ông nghĩ một cái chuyện cơ bản thôi, là bây giờ mình đang ăn rồng mà tự nhiên nó bất chợt nó đi vô này, nó đi qua đây, cái nó hút cái nó bay xuống, nó giết cái nó làm mình hết luôn. Thì con rồng này nó hơi bị khó chịu về cái mặt mà môi trường, nó khó chịu về cái mặt môi trường là nhiều, nó đánh phải tư duy kỹ năng cũng như là macro cực kỳ nhiều đó. Trong khi đó thì rồng gió thì thay đổi thời gian chiêu cuối thành tốc độ di chuyển ngoài giao tranh với lại là giảm làm chậm thôi chứ không có gì cả. Còn con cua thì sao? Con cua thì hồi trước á mấy ông ăn năm bảy mấy ông ăn không ăn cốc, hoặc là mấy ông không ăn đá xong ăn ra ăn cua thì mấy ông dẫn lên sáu dẫn lên bốn. Nhưng bây giờ thì không được như vậy. Bây giờ thì mấy ông ăn năm bảy xong mà ra ăn cua thì không có được lên không được lên bốn đâu, chỉ là được ba thôi. Và cái máu của con cua bây giờ nó có 700 mà. Rồi cái món dương miệng si bông này là cái món gì? Cái món này là cái món á, mà khi mà mấy ông xài mấy ông búp vô hộ thể mấy ông sẽ được giảm 75% sát thương từ tướng, được chưa? Mà cái khi này chỉ tồn tại cho 1.5 giây thôi sau khi nhận sát thương từ tướng. Tái tạo lại nếu nhận 40 giây hồi chiêu, tái tạo lại nếu không nhận sát thương từ tướng. Đó, khi hộ thể trong vòng 3 giây sau khi nó vỡ nhận 10 đến 40 sức mạnh ảnh thuật. Cho các trang bị huyền thoại khác 100 tốc độ di chuyển 88 sức mạnh ảnh thuật. Thì cái vương miệng siêu phong này dành cho những con nào? Dành cho những con nào mà lao vô á. Ví dụ như con Gadio, ví dụ như con Vest. Mấy ông hình dung không? Thì những con cần lao vô thì những con đó nó sẽ có một cái lượng chống chịu nhất định. Hoặc là con Lissandra. Đó, dạng những con đó là những con mà có thể lao vô tạo combat cho team. Những con nào mà theo kiểu AB thì nên lên cái này, nó có máu, nó có mana, nó có phép, nó có điểm hồi kỹ năng và nó có một cái gọi là chống chịu. Được chưa? Ví dụ như mấy ông chơi con Lissandra đây, chơi Lissandra mấy ông lấy cái thú săn mồi. Thì khi lên cái thú săn mồi mấy ông có thể bị yếu chút xíu. Nhưng mà nhờ cái vương miệng siêu ông này mấy ông có thể mở giao tranh, có thể làm này nọ này kia nhưng mà không phải sợ chết. Hình dung được chưa? Rồi tiếp theo là giáp vai nguyệt thần. Chỉ số này nọ bình thường này nọ các thứ đi ha, không nói này. Sau khi làm bất động tức địch hoặc bản thân bị bất động khiến mục tiêu và tất cả xung quanh bị sóng hối, tăng sát thương chúng mới nhận thêm 12% trong giây. Thì cái món này lại là phù hợp cho những con mà có CC nhiều với mở giao tranh. Có CC nhiều với mở giao tranh hoặc là những con tướng tăng. Ví dụ như là con On, con Maokai, con Leona, con Nautilus. Dạng như vậy, những con nào mà chịu CC cho team thì khi mà nó làm chuyện đó thì những thằng còn lại sẽ bị tăng sát thương vô thì rất là khỏe. Rồi nguyên tố luân. Thì nguyên tố luân cái này là một cái món mà sát lực dành cho những con nào mà có thể kết thúc được nhanh và hồi chiêu cuối. Ví dụ như là con Kyuna nè, con Talon hoặc là con Z là những con mà có thể lên cái này. Tại vì sau khi kết thúc giết một cái địch trong vòng 3 giây ấy, thì có thể là trả lại 25 tổng thời gian hồi chiêu của chiêu cuối. Thì vô mà thí dụ như là bị hỗ trợ thôi, đồng đội hỗ trợ này nọ, mình vô cái hỗ trợ này nọ thì mình được hồi lại hai một lần, mình giết bốn thằng thôi là mình hồi lại chiêu cuối rồi. Hoặc là khi mình đánh lộn xong mình chuẩn bị ra mục tiêu thì thường thì chiêu cuối mình không có hồi, thì bây giờ mình lên cái món này mình được hồi chiêu cuối sớm hơn, nó sẽ ok hơn, được chưa? Rồi cái món tiếp theo là món ngọn lửa hấp hóa, là món này là dành cho mấy con AB. Sát thương lên tướng nhận 10-20% sát thương xuyên các vết dựa thay máu hiện tại của kẻ địch, đạt giá trị tối đa của kẻ địch ít hơn 1.000 máu, giá trị tối thiểu của kẻ địch nhiều hơn 1.000 máu, luôn đạt giá trị tối đa với những kẻ địch nhiều đã trắng gần đây. Thì cái món này á, là cái món giống như hồi xưa mình hay nói á, là tại sao mấy thằng mà sát thủ thì nó lại có món là kiếm ác xà để nó phá giáp, đúng không? Thì bây giờ AB cũng có một cái món, thì món này dùng để trị mấy con có giáp. Thì khi mấy con có giáp thì nó có sẽ có 20 xuyên liền.
sẽ giảm cái giá, sẽ đam vô tụi nó nhiều hơn đây, và đồng thời là những con nào mà nhiều máu hơn mình á thì mình sẽ đam cũng nhiều hơn, tại vì nó có tới 20 xuyên kháng phép dựa trên lượng máu, lượng máu đã mất dưỡng máu hiện tại. Rồi tiếp theo đây là một cái món gọi là một cái món mà nước mắt, một cái món nước mắt của tăng. Thì cái món này dành cho những con tướng tăng nào có CC, có mana. Ví dụ như mấy ông chơi con mau cai ha, mấy ông chơi con on á, mấy ông chỉ cần lên cái nước mắt ban đầu để mà tích mana để mà bam khi đi landing. Và khi mấy ông lên được cái món đầu tiên thì cái nước mắt được gần đủ rồi, thì mấy ông lên chỉ cần tốn tới 2600 vàng thôi, trừ đi cái nước mắt là 400 vàng, là mình chỉ cần 2200 vàng thôi. Thì khi đó mình sẽ có một cái lượng máu nhất định là tầm khoảng 500 máu, cộng với những lượng máu tương đương với 8% năng lượng. Thì 8% năng lượng á, bình thường 8% năng lượng của mấy con tướng tăng mà khi mát được cái này á thì tầm khoảng lượng máu tầm khoảng 1k rưỡi, lượng mana tầm khoảng 1k rưỡi hoặc 2k. Thì khi đó cái lượng máu của cái món này sẽ dao động từ 600 và năng lượng của mình sẽ từ 1k rưỡi đến 2000 đó. Thì khi tấn công cái địch bằng đòn đánh hoặc kỹ năng sẽ tiêu hao một tích trữ và cho 3 năng lượng cộng giáp, cho tối đa là chuyển hóa bằng giáp vĩnh cửu. Thì khi mấy ông có băng giáp vĩnh cửu nè, nhìn nè, băng giáp vĩnh cửu nè, thì khi mấy ông làm bất động hoặc làm chậm mà chỉ có mấy thằng cận chiến mới được thôi, được chưa, thì mấy ông sẽ tiêu hao 3% năng lượng hiện tại và cho một lá chắn trong 3 giây chặn từ 100 đến 200 cộng 5% năng lượng hiện tại sát thương. Ví dụ như mấy ông là lên món này là mấy ông tầm khoảng level 11, level 12 đi, ra tăng level 12 đi. Level 12 thì tại thời điểm đó là mana của mấy ông tầm khoảng 2000. Thì khi mấy ông mà gây CC một cái, mấy ông sẽ được tầm khoảng level 12 là tầm được khoảng 150 giáp. 150 giáp đi, 130 giáp đi, cộng với 5% hiện tại của năng lượng là cộng thêm 100 giáp nữa là thành 230 giáp. Đó, 230 giáp. Thì 230 giáp mà 8 giây cao đao. Và giá trị lá chắn được tăng thêm 8% nếu có nhiều hơn một tướng xung quanh. Đó, thì ví dụ như bây giờ là mấy ông sẽ được bình thường là 300 giáp đi. Bây giờ nhiều tướng quá, tăng thêm 80%, 80% của 300 là nhiều. Là 240 là thành 540 giáp, 540 giáp mà 8 giây hồi là cũng một món ngon cho mấy con tăng đó. Thì món này nên lên là món thứ hai hoặc món thứ ba nó sẽ ok hơn. Rồi, giờ sẽ kết liễu lính nếu chúng bị giết bởi một lần nội tại hiến tế được thiết kế giúp bọn lính năng hơn, chứ không phải là đôi khi lỡ tay hiến tế một vài con lính cho lũ đồng minh bởi sự bất ổn của nội tại đốt sát thương. Găng tay băng hỏa, nội tại không đổi, nội thần không đổi, cập nhật mới, tuyết tay tái, đòn đánh cơ bản tạo một cái vùng. Hồi xưa là đánh cái làm chậm đúng không? Còn bây giờ là đòn đánh vẫn tạo một cái vùng, nhưng mà cái đòn đánh nó sẽ gây 20-100 cộng với 0-500 tối đa sẽ không phép lên tất cả mọi đứa trong vùng. Cái địch đi ngang qua bị thì bị làm chậm. Rồi, thì hồi xưa là đánh cái là làm chậm không có gì hết, còn bây giờ đánh cái thì hạ tính sát thương máu tối đa như cũ thôi, như cái găng tay băng giá cũ hồi xưa thôi. Hồi xưa thì sát thương vật lý, còn bây giờ sát thương phép. Gia tốc hóa tuồng, kích hoạt thì chạy nhanh là không đổi. Nội tại tiếp tế là bây giờ là mấy ông hồi xưa là nó đốt, còn bây giờ là mấy ông cứ chạy tích tụ, và khi ở 100 tích tụ thì đòn đánh sẽ gây nhiêu đây máu cộng với 300 tới di chuyển lên tất cả xung quanh. Rồi, là hồi xưa là nội tại là đốt lửa đốt, còn bây giờ là phải chạy tích như là cái bước chân thần tốc vậy á, khi đủ 100 cái đụng cái đùng là được gây sát thương vô quái rừng, vô những con xung quanh luôn. Rồi, bình thường khiên thái dương cũng bình thường, không có gì thay đổi. Mặt nạ giật thẩm thì mặt nạ giật thẩm trong mùa giải vừa qua, mặt nạ giật thẩm là trang bị khá mạnh cho các vị, chứ nó bất động thớ. Rồi, hồi xưa là làm bất động tức địch, rồi nhận 15% sát thương trong vòng 5 giây. Còn bây giờ thì nguyền rủa những cái địch xung quanh, giảm kháng phép của chúng đi 5+1% máu cộng thêm tối đa 20. Đối với những cái địch nguyền rủa và nhận 7 kháng phép. Bây giờ thì kháng phép giảm, điểm hồi kỹ năng có giảm kháng phép thôi.
chứ không, hồi xưa thì ngay sát thương là những con vật lý được luôn, bây giờ là chỉ phép thôi. Giáp thiên nhiên, hồi xưa là giáp thiên nhiên là cứ đánh dồn dồn lên là được tăng tốc độ di chuyển với lại căn phép trọng dồn tối đa. Còn bây giờ thì 5 giây hiệu ứng bất động từ cái địch cho 2 cộng dồn, khi ở sát cộng dồn nhận 20% giảm sát thương phép và 10% tốc độ di chuyển. À tính ra bây giờ cũng vậy thôi, hồi xưa là giảm điểm thì nó có nhiều, còn giờ giảm phần trăm thì nó nhiều hơn rồi. Cái món này sẽ hot, cái món giáp thiên nhiên này sẽ trị cho mấy con AB hot nè, sẽ ngon. Lời thề hiệp sĩ bình thường, rồi cái này quay trở lại là thề hiệp sĩ cũ là giảm sát thương cho đồng đội bình thường không có gì hết. Khi quân đoàn giảm tiền, thuốc tượng giảm tiền, salary tăng tiền, băng trưởng cũ giảm 400 vàng thì giảm 10 phép, với giảm 10 sức mạnh pháp thuật cộng thêm, 10 sức mạnh pháp thuật cộng thêm của 4 món là giảm thêm 20 với giảm 10 là giảm 30, nói chung là không có gì ghê gớm lắm. Mà giảm 400 tiền thì mấy con AB nó sẽ lên sớm hơn. Nói chung là về cái món băng trưởng vĩnh cửu này thì người ta công dụng, người ta quan tâm cái hiệu ứng của nó nhiều, là trói trân nhiều hơn là cái việc mà cho sức mạnh pháp thuật. Mũ trụ bây giờ là, hồi xưa là đánh đốt, còn bây giờ là cho sức mạnh pháp thuật bằng 2% máu cộng thêm. Thí dụ như mà mình có 200 máu cộng, mình có 1000 máu cộng thêm thì sẽ cho mình 20 sức mạnh pháp thuật. Rồi cái này cho sức mạnh pháp thuật coi với lại tăng máu cũng bình thường không có gì hết. Cái quyền trượng thiên thần thì bây giờ có cao đao mấy không? Có cao đao, mọi thứ vẫn là cũ, chỉ là thay đổi cái cách ghép, với lại bây giờ cho cao đao, cho điểm hồi kỹ năng tương đương với 0/5, 0/100 năng lượng kia cộng thêm. Vậy là nếu mình có 1000 năng lượng tương đương với 5/5 năng lượng cộng thêm, khi mà mình lên được cái quyền trượng đại thiên sứ, quyền trượng đại thiên sứ thì sẽ cho mình là 1.3% điểm hồi kỹ năng tương đương 1.3% lượng cộng thêm, tức là tí bị dụng mình có 1000 mana cộng thêm thì mình sẽ được 13 cao đao, 13 điểm hồi kỹ năng. Thiên đỉnh nội tại hồi máu tương đương với 40% năng lượng sử dụng. Tối đa 20 đến 50 cộng 10 sức mạnh pháp thuật mỗi lần tung chiêu, khả năng bật tắt có thể hồi máu tương tự mỗi 1 giây. Thiên đỉnh hồi máu tương đương 40% năng lượng sử dụng là những con nào sử dụng năng lượng, ví dụ như con Rai hoặc con Cass sẽ được hồi máu, và tối đa sẽ là 25 đến 50 cộng 10% sức mạnh pháp thuật mỗi lần tung chiêu. Kỹ năng này bật tắt có thể hồi máu cho một tương tự mỗi giây, là cái món này dành cho con Cass với lại con Rai luôn rồi mấy ông ơi. Con Cass với con Rai bây giờ nó có khả năng hút máu nữa. Động cơ vũ trụ thì bây giờ đánh cũng như là ba stack xong rồi, như là cái ý chỉ thần sấm thì cho đam, còn cái này cho tốc độ di chuyển với lại cho sức mạnh pháp thuật cũng bình thường. Kính nhắm ma pháp bây giờ thì sẽ cho bộc phát, giờ sẽ bộc phát cho địch bị làm chậm. À, tại bộc phát hả, trượng hư vô thì gây thêm này nọ thôi. Những Doran thì hồi lại năng lượng mỗi giây, và cái sát thương thiên tướng thì hồi lại như đây cho 10 giây. Nếu không thì hồi xưa thì mình giết nó như là cái nó sẽ giống như là cái hiện diện trí tuệ thôi, không có gì thay đổi hết. Nhưng mà thí dụ như mà lượng mana mà hồi vượt quá thì nó sẽ chuyển thành máu. Cái chuyển phái test thì được có máu trong đây, nói chung cũng bình thường không có gì hết. Trang bị sát thực thì cũng bình thường mọi thứ rất bình thường. Cái đòn phủ đầu, cái ngọc này là cái ngọc mà mấy ông thí dụ như hồi xưa như cái đậu chích đó mấy ông, nếu như là cái đậu chích đó thì khi mà mấy ông giao tranh với nó, mấy ông sau 0.25 giao tranh là mấy ông chuẩn bị quýnh đó, cái mấy ông chuẩn bị quýnh một cái rồi, vừa quýnh xong á là mấy ông quýnh tiếp, mấy ông giao tranh tiếp, mấy ông đam cho nó thì mấy ông sẽ nhận được vàng, được chưa? Nhưng mà nếu mà mấy ông bị nó quýnh á là mấy ông sẽ không được hồi luôn. Sao không có được hồi? Nó giống như là cái giáp của Malphite vậy đó.
nó y chang như cái giáp của Malphite. Nếu mà mấy ông để cho quay 10 giây thì cái giáp Malphite nó tồn tại, còn nếu mà mấy ông bị quýnh liền á thì cái giáp Malphite nó quay lại 10 giây tiếp. Thì bây giờ cái đầu của đầu này cũng vậy, nó sẽ là 25 giây nó quay, nhưng mà nếu ông bị quýnh á thì cái này nó sẽ không xài được. Cái này là gây đam vô thiệt là nhiều đam thì được cộng tiền, mà tôi thấy cái này nó sẽ được bóp thôi, chứ nó cũng 25 giây thì nó cũng không ý ẻ lắm đâu. Cái đá dạng năng thì được thay đổi bằng đầu phủ đầu rồi. Cái nâng cấp băng giá bây giờ á nè, cái nâng cấp băng giá bây giờ mấy sờ bọt nó hay xài lắm, tại vì sao? Nó xài bản 10.11.23 là bất cứ sờ bọt nào mà tăng cũng xài, là làm bất động cái địch sẽ bắn ra 3 tia băng giá kéo dài từ mục tiêu đến bản thân một cái tướng xung quanh, tạo cái vệt băng làm chậm cái địch 35% cộng 5% mỗi sức mạnh hồi máu và lá trắng, cộng 2% sức mạnh đúng rồi, cộng 2% sức mạnh công sức vượt lên mà giảm sát thương chúng ta lên đồng minh 15%, không bao giờ bản thân tia băng tồn tại 3 giây, cộng 1 giây hàng lần với hiệu ứng bất động. Rồi thì khi mà mấy ông bất động đó, mấy ông mà stun đó thì á, nó cái thằng mà bị stun nó sẽ giảm cái lượng đam của nó vô mấy thằng đồng đội ông tới 15%, và đồng thời nó sẽ tạo ra một cái chỗ quăng làm chậm team bên kia đó. Bây giờ cái điểm mà nâng cấp băng giá này rất là ngon, những con support nào mà tăng á là hay lên cái này lắm, cực kỳ ngon. Rồi tiếp theo là cái điểm mà nhịp độ chết người, thì cái điểm này là tôi nói mấy ông là gì, nó bá đạo hạt gạo lắm, tích mà đủ stack á là rất là chí chó sức nhiều chó. Nhận 15% năng lượng, 15% tốc độ đánh cận chiến, 5% mấy tướng nó xa trong 6 giây, và khi tấn công ít nhất một tướng địch với mỗi lần đánh, hiệu ứng sẽ cộng dồn tối đa 6 lần. Khi cộng dồn tối đa nhận 50 với cận chiến, 100 mấy đánh xa tầm đánh, và tăng giới hạn tốc độ đánh từ 2.5 lên 10 chấm. Mấy ông hiểu không? Là khi mà mấy ông được 6 tấp á, là mấy ông vượt ngưỡng 2.5 luôn, là mấy ông vượt ngưỡng là 2.5, mấy ông được tăng tốc độ lên mắt bên luôn, là lên 10 chấm được luôn, tùy vô tốc tốc rắn mấy ông lên là bao nhiêu. Thì cái này nó rất phù hợp với những con Yasuo, con John, con Ire, con Jack, con Katlin, con Ash, những con mà tay dài dạng vậy đó. Thì đó là bản cập nhật mới nhất của chúng ta. Thì bản cập nhật này chúng ta cần phải làm quen rất là nhiều, tại vì nó rất là nhiều cái mới, và đặc biệt là có những con rồng thì chúng ta cần phải làm quen và những cái món đồ này. Đấy, thì hy vọng là anh em sẽ làm quen, và chúng ta sẽ có nhiều cái thiên hướng cũng như là nhiều cái cách lên đồ này nọ cái thứ để phù hợp với cái lối chơi của mình nha anh em.